Đây, chào cả nhà nhé. Hôm nay em lên một số những cái giỏ lan có tại vườn nha em. Đầu tiên lên các bác là một số những cái giỏ đùi gà tròn Lai Châu các bác nhé. Giỏ này đang bắt đầu lên màu rất là tím này các bác này. Đang bắt đầu tím nha các bác nhé. Đang bắt đầu tím như ớt này. Đấy. Giỏ đùi gà này mã số 16 300.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhé. Lòng ngoái mặt hoa giỏ này thì bao đẹp luôn. Đây lụ đang bắt đầu lên màu rất là tím nha. Lụ đang bắt đầu tím, lụ thì chi chít rồi. Đấy nha. Đấy cứ tự nhiên này quá nhá. Đấy, rất là đẹp này. Đấy nha, đến lúc là khi nó hoa nó buông nó rất là đẹp các bác nhá. 300.000 đồng. Em lên đùi gà tiếp nhá. Đùi gà tiếp theo mã số 12. Một giỏ đùi gà này, giỏ này đang lên màu rồi, đang bắt đầu lên màu. Lụ chi chít nha các bác nhá. Lụ chi chít lụ luôn. Mã số 12. Mã số 2 500.000 đồng. Đây, giỏ này mã số 12 các bác nhá, 500.000 đồng. Chi chít lụ rất là nhiều luôn các bác nhá. Giỏ này chơi thì phê lắm, cái đùi gà Lai Châu thì các bác biết là mặt hoa của nó thì đẹp như nào và hoa rất là bền nhé các bác nhé. Hoa nó có thể bền tầm một tháng, hơn một tháng luôn. Mã số 12 500.000 đồng. Lên đùi gà tiếp các bác nhá. Đấy mặt hoa thì đa dạng các bác nhá. Cái thì tím, cái thì phớt hồng, cái thì có giỏ thì trắng, có giỏ thì kiểu như là hồng cánh sen, đủ các màu khác nhau các bác nhá. Riêng đùi gà Lai Châu nó rất nhiều mặt hoa. Đây các bác nhá, giỏ này cũng khá nhiều hoa nhá các bác nhá, nhiều lụ này. Mã số 42 300.000 đồng, đùi gà tròn Lai Châu. Đây các bác nhá, đang còn lụ chi chít nhá. Hoa thì bền nhá các bác nhá. 300.000 đồng cho mã số 42. Em lên tiếp một giỏ gà này nhá, giỏ này thuần lâu rồi. Lụ thì chi chít rồi các bác này. Đấy, nhiều lụ chưa? Giỏ này thuần vài năm rồi các bác nhá. Đấy nhá. 350.000 đồng cho mã số 40. Chi chít lụ luôn. Giỏ này năm ngoái hoa cũng đẹp. Giỏ tiếp theo vẫn là đùi gà tròn. Đây các bác nhá. Chi chít lụ. Rất nhiều lụ đùi gà không số các bác nhá, 400.000 đồng. Đùi gà không số 400. Tiếp theo nên đặc sản của Lai Châu nữa đó là cáo Lai Châu. Cáo Lai Châu các bác nhá. Cái dòng này thì hoa của nó thì rất là dài nhá các bác nhá. Hoa rất là dài luôn. Đây là khi nào cây nó khỏe thì hoa nó còn dài nữa các bác nhá. Giỏ này đang có một lụ này. Tạm thời giỏ này mới thấy một lụ đấy bạn. Và có cả cây Vanda Uyên Ương này. Ôi giời. Vanda Uyên Ương thì siêu thơm. Quá thơm các bạn. Các bác nào mà chưa có Vanda Uyên Ương thì sưu tầm nhá. Rất là thơm luôn. Phải nói là Vanda Uyên Ương thì ít có loại lan thơm bằng đấy các bạn. Giỏ cáo này, đây các nhé, bản lá này, cho các bác xem bản lá này. Bản lá rất là to. Mã số 31 350.000 đồng, cáo Lai Châu các bác nhá. Cáo cộng Vanda Uyên Ương 2 trong 1 các bác nhá. Vanda Uyên Ương thì siêu thơm rồi. 350.000 đồng. Giỏ cáo tiếp theo. Giỏ là hai cây các bác nhá. Giỏ hai cây đang có một lụ. Giỏ này tạm thời là mới có một lụ đấy các bạn. Và cái cây này năm ngoái nó đã có hoa rồi này. Năm ngoái có hai vài hoa luôn.
Và cái này thì năm ngoái cũng có hai vòi, còn một vòi này đấy rồi. Vỏ cáo này mã số 5, 550.000 đồng. Cáo Lai Châu các bác nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá, 8 cặp rưỡi. Cây con này đôi 4, 5 cặp, 6 cặp. Cây con này năm ngoái nó cũng có vòi hoa rồi các bác nhá. Nhưng mà năm nay nó sẽ có vòi hoa. Vì năm ngoái nó có thì năm nay nó sẽ có. Đấy. Mã số 5, 550.000 đồng. Cáo Lai Châu các bác nhá. Tiếp theo nên các bác một giỏ cáo phân nhánh nhé, giỏ cáo này phân nhánh này, nghĩa là một cái hoa nó sẽ nở ra thành hai cái hoa đấy, đang vòi hoa đang dài đây các bác nhá, vòi hoa của nó đang được hơn 20 cm rồi và đang bắt đầu phân nhánh rồi, tạm thời thì mới nhìn thấy một vòi hoa thôi. Cáo phân nhánh các bác nhá, không không ai đâu. Vỏ cáo này các bác về có thể lưng lên theo ý muốn của mình. Còn này là nhà em cứ thả tự do, đâm ra nó buông xuống cái này. Vỏ cáo này là mã số 3, 600.000 đồng. Cáo phân nhánh Lai Châu. Dòng cáo phân nhánh thì các bác biết hoa nó siêu đẹp luôn. Mã số 3, 600.000 đồng. Cáo Lai Châu. Tiếp theo mời các bác đến với quế trắng tháng 8 các bác nhá. Quế trắng tháng 8 hàng lá xếp này. Như này các bác nhá. Mã số 29 250.000 đồng. Mã số 29 250.000 đồng quế trắng tháng 8. Có đôi 45 cây các bác nhá, 5 cây. Và quế tiếp theo giỏ này đẹp này các bác này. Giỏ này có 3 cây các bác nhá. Đây, lá thì siêu xếp luôn. Rất là xếp như này. Đây. Giỏ cáo này là 400.000 đồng các bác nhá. Đấy các bác cứ chốt theo số tiền là được. Vì cả nhà nó có mỗi một giỏ với giá là 400.000 đồng. Lá thì siêu xếp như này nhá. 400.000 đồng giỏ quế này các bác nhá, 3 cây. Giỏ quế tiếp theo. Mã số 38. Rồi lên 150.000 đồng. Đây giỏ bé này bán cho bác 150.000 đồng mã số 38. Em đây các bác một siêu phẩm nhá, nhãn tháng 4 các bác nhá. Đang rất nhiều lụ nhá. Siêu phẩm nhãn tháng 4. Rồi này chia sẻ các bác là 1.800.000 đồng. Rồi nhãn tháng 4. Ô lúa siêu chắc nhá. Tiếp theo em đến một đặc sản của anh em nữa, đó là đen rô trắng các bác nhá. Đen rô 5 cánh trắng hồng đỏ này. Mã số 10 180.000 đồng. Mã số 10 đen rô trắng 180.000 đồng. Em lên giỏ đen rô trắng tiếp theo. Mã số 9 150.000 đồng. Bán rẻ cho các bác 150.000 đồng. Đang mầm gốc đấy nhá, đang hoa nhá. Còn một lỗ đây các bác gần thì chắc là vẫn kịp chơi hoa nhá. Hoa này thì rất là bền. Mầm gốc thì chi chít này. Một mã số 9 150.000 đồng. Em lên giỏ đen rô tiếp theo mã số 8 cũng 150.000 đồng, đen rô trắng. Mã số 8 150.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một giỏ cừu bảo tiên. Một dòng lan thì rất là thơm, đây chậu này nhá các bác nhá. Chậu nhựa. Cừu bảo tiên 500.000 đồng một giỏ duy nhất các bác nhá.
cứ bỏ tiền thì hoa của nó rất là thơm các bạn, hoa thì siêu thơm. Tiếp theo nên tam bảo sắc các bác nhá, tam bảo sắc thì mùa này đang chuẩn bị hoa rồi, cái dòng này thì hoa siêu thơm, nó mệnh danh là quế tháng tư các bạn. Rồi tam bảo sắc này 550.000 đồng các bác nhá, mã số 25 550.000 đồng, mã số 25 tam bảo sắc. Em lên nhạn tháng 4 tiếp theo này, giỏ này đang lụ nhá nhá, đang lụ đây. Siêu xếp lá thì siêu xếp này. Lá rất là xếp nhá. 3 cây. 4 cây. Hiện tại đang có 4 cây và đang có một lụ thôi các bác nhá. Mã số 4 350.000 đồng. Nhạn tháng 4 các bác nhá. Mã số 4 350.000 đồng. Nói thuần chứ thấy bám dễ. Tiếp theo đây các bác một giỏ nhạn to này. Mã số 2 600.000 đồng. Cái nhạn to các bác nhá, đang có lụng. Đây đang lụ rất là to rồi các bạn này, đang lụ to rồi. Cây này chưa nhìn thấy lụ. Chắc nó chưa ra chứ. Chưa ra, cây này chưa ra. Giỏ này rất nhiều cây các bác nhá, một giỏ nhạn này rất nhiều cây nhá. Giỏ mã số 2 600.000 đồng. Nhạn tháng 4. Em đây các bác một giỏ nhạn tháng 8 này, giỏ này có 1 2 3 cây. Cây to này là 1 2 3 4 5 6 6 cặp lá, 1 2 3. Đây, toàn lá dạng úp thìa các bác nhá, rất là đẹp, 3 cây. Giỏ này 900.000 đồng các bác nhá, nhạn tháng 8 Gia Lai. Tiếp theo đây các bác một giỏ hạc vĩ này. Rồi em thấy mầm gốc lên rất là nhiều. Lụ thì chi chít luôn. Chi chít lụ rất là nhiều nhá các bác nhá. Giỏ này mới gọi là ghép ổn định nha các bạn. Chưa ấy, mầm gốc lên như này. Giỏ này mới ghép ổn định thôi. 200.000 đồng các bác nhá. Hạc vĩ chi chít lụ như này, 200.000 đồng. Tiếp theo nên các bác đùi gà lăm canh trắng hồng ba chầu các bác nhé, một đặc sản của Lai Châu mà chỉ ở Lai Châu thì mới là có, vì ở vùng khác thì chủ yếu là ở Lai Châu phân phối về thôi. Cái dòng này mới ra đời khoảng 2 năm nay đấy các bác nhé, nên là cái giống nó cũng rất là ít. Vỏ này là vỏ lái của nhá, có hai giỏ thì bán một giỏ đi, đôi 4 đôi 4 này 6. Có 8 thân dài như này các bác nhá, 8 thân mầm gốc đang lên đây. Đang lụ nhá các bác, được chơi hoa, chuẩn bị chơi hoa nhá. Giỏ này 1.800.000 đồng các bác nhá. Đùi gà năm cánh trắng hoặc bã trầu. Hoa thì siêu đẹp, siêu thơm. Lên các bác một giỏ hạc vĩ như này đây các bác nhá. Chi chít lụ. Giỏ này đã thuần. 150.000 đồng. Các bác cứ mua theo số tiền được, báo em số tiền này em không biết. Vâng, và giỏ lan vừa rồi đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi video và hẹn các bạn ngày mai ạ.